Vâng, xin kính chào toàn thể các quý vị anh chị và các bạn. Trước mắt chúng ta đây đó là trận bán kết 1 của giải đấu các câu lạc bộ trong thành phố Phú Mỹ lần nhất năm 2024. Và trận bán kết 1 giữa các trai của Yên Thành 1 và Yên Thành 2. Đây là cuộc chạm trán nội bộ giữa các trai của phường Thanh Quan. Ở trận bán kết 1. Trong xe đấu tiên này thì con trai bên phía đội Yên Thanh 2 sẽ bên phía gần mình các bạn. Đó mình và áo đen nha. Con trai bên phía đội Yên Thanh 1 là bên phía xa mình các bạn và áo xanh còn đen. Và trọng tài vẫn tạo ba quả các bạn. Tài sẽ cho anh tạo ba quả trước khi vào lưới chính thức. Và là ra quân trong trận đấu đầu tiên này của trận bán kết. Bây giờ các trai bên phía đội Yên Thanh 1 ra quân gồm ba lão tướng Hoàng Dũng, Vũ Đạt, Văn Cương, anh Thành Trung và Văn Cương. Con trai bên phía đội Yên Thanh 2 ra quân trận đấu đầu tiên của trận bán kết này gồm qua số 3 là Vũ Duy, chính là Vũ Quý, 66 là Trung Tây, số 12 là Gai Đồ Linh Nô và số 16 là Văn Hưng. Trận bán kết một sẽ chính thức bắt đầu. Không không. Đình Đô và thủ tiếp lời vô hồi của Văn Cương. Người làm tốt, người phòng thủ rất tốt bạn. Đình Đô rồi. Và điểm số đầu tiên trong trận đấu nhất này đã thuộc về anh trai của Yên Thanh Hà. Và điểm số tốt của Đình Đô. Đình Đô đang bàn số 1-0 cho Yên Thanh Hà. Số
10 phút. Mọi người có nhìn không ạ? Rồi là chưa cắm mic ạ. Vâng, quay lại trận đấu, điểm số đang là 5-5 phải không ạ? Rồi, pha xử lý bóng vừa rồi đã mất bóng rồi. Bóng đã lên trên mái nhà của nhà văn hóa khu 1 phường Trương Vương. Rồi chúng ta sẽ cho một quả bóng mới vào để trận đấu tiếp tục ạ. Vâng, điểm số đang là 7-5 cho con trai bên phía đội Yên Thanh 2 các bạn nhá. Vừa rồi là lỗi quên chưa cắm mic khi livestream các bạn ạ. Tôi mải quá nên đã quên cắm mic. Ô, quả bóng nữa đâu rồi? Ô, bóng coi bóng đâu Linh đâu? Có bóng ở đâu? Không, còn bóng rời ngoài mà. Ôi giời. Ô, bên này có 4 quả cơ mà. 4 5 quả nhiều mà. Ôi giời, thêm bóng lại lên hết trên mái nhà. Ở hiện tại là lỗi qua 6 quả bóng thì 5 quả bóng là lên mái nhà các bạn ạ. Hiện tại còn một quả bóng đang đánh ở sân nữ thôi. Đây, bên cạnh đây là sân 2 đang diễn ra trận bán kết nữ giữa Thanh Sơn và Trung Hưng 2 các bạn nhé. Trận đấu giữa đội nữ thì tôi sẽ tường thuật lại trên kênh YouTube Bóng Chuyền Hơi VH các bạn nhé. Tối nay tôi sẽ đăng lên kênh YouTube Bóng Chuyền Hơi VH, rất mong được sự ủng hộ và theo dõi của tất cả các quý vị anh chị các bạn ạ. Vào ngoài đội Lam đã lấy được bóng rồi. Nhập xong lại phải đúng quả cắm. Đã. Phải cắm em có anh mà nó chỉ bay được 3 phút thôi, nó lại phải thay pin anh ạ, nó không như điện thoại. Thay 3 quả. Ui, thay 3 quả anh giết cũng mà chết à. Nó không được lượt liên tiếp được. Phải cắm em có anh. Rồi, vậy là trọng tài bắt lỗi vị trí của anh trai bên phía đội Yên Thanh 1 rồi, Yên Thanh 2 rồi. Vâng, điểm cho Yên Thanh 1. Vâng, một lỗi mất điểm rất đáng tiếc của anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. Vâng, 6-7 cho Yên Thanh 1. Vâng, 6-7 Yên Thanh 1 các bạn nhá. Một tốt của Phú Quý rồi. Linh Nô, một pha đập bóng sở trường của Linh Nô ở bên hai các bạn ạ. Và kết thúc tốt của Linh Nô đã giành số cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 8-6 cho Yên Thanh 2. Ông ơi. Và xỉ bóng vừa rồi của Linh Nô. Đó là cơ hội tổ chức phản công cho Yên Thanh 1. Bóng vẫn còn. Vũ Duy, quá hay. Và phòng tốt của Hồng Thương. Hồng Thương. Vâng, tình huống phòng thủ tốt của Vũ Duy các bạn ạ. Vẫn là Vũ Duy. Vâng, tình huống chạm trán ra ngoài. Vâng, Vũ Duy đã xử lý bóng tốt để mang được số cho chàng trai bên phía đội Yên Thanh 2. 9-6 cho Yên Thanh 2.
bàn số ở đây khó nhìn quá. Đỗ Đạt, bóng pha đập bóng của Đỗ Đạt, Ưng Khoa được tay chắn bên phía đội Yên Thanh Hai rồi, điển cho Yên Thanh Hai. 16, còn khoảng cách giữa đội Đạt là 4 điểm số. Còn sau tình huống bóng rồi thì các anh trai bên phía đội Yên Thanh một đã phải xin dừng hội ý 30 giây. Vâng, vậy là hết 30 giây hội ý, hai đội sẽ trở lại sân để tiếp tục trận thi đấu. Còn Vũ Duy sẽ là người phát bóng cho Yên Thanh 2. Còn đây là cuộc chiến nội bộ của phường Yên Thanh các bạn nhé. Hồng Thương và hổ tốt của vâng, vậy là lỗi chạm lưới của Hoàng Chắn bên phía đội Yên Thanh 2 rồi, điểm cho Yên Thanh 1. 70 cho Yên Thanh 1. Vâng, lão tướng Hoàng Dung sẽ là người phát bóng cho Yên Thanh 1. Và xử lý quá tốt của Phú Quý. Vâng, Phú Quý đã xử lý bóng tốt để mang được số cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. Ông nhìn thấy điểm số bao nhiêu? 12-7. Vâng, pha kết thúc tốt của Hồng Thương rồi. Và Hồng Thương đã giành điểm số cho Yên Thanh 1. Bóng trong sân rồi. Bóng trong sân rồi. Còn điểm cho Yên Thanh 1, 8-11. Còn một pha xử lý bóng tốt của anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. Điểm cho Yên Thanh 1, 9-11. 9-11 rồi các bạn ơi. Còn khoảng cách giữa hai đội là 2 điểm số mà thôi. Còn anh Thanh Trung cho người phát bóng cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. Đội một tốt của Lân Gấu. Pha xử lý vừa rồi là của Phú Quý. Vẫn là cơ hội cho Yên Thanh 2. Còn pha xử lý bóng quá tốt của Linh Nô. Vâng, tình huống xử lý bóng tinh quái của Linh Nô đã mang về số cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 12-9. Đội một tốt của anh Thanh Trung. Hồng Thương. Vâng, và đáp trả đến từ vị trí của Hồng Thương. Hồng Thương có tình huống đánh bóng chạm chắn ra ngoài để mang được số cho Yên Thanh 1. 10-12. Vâng, khoảng cách giữa đội cũng là 2 điểm số rồi. Vậy là bên Yên Thanh 2 đã sự thay người, đổi người. Trung Tây rời sân và vào sân thay cho Trung Tây đó là Luân Gấu. Linh Nô. Tình huống đập bóng tốt của Linh Nô rồi. Vâng, Linh Nô vẫn cho lấy sự xuất sắc của mình các bạn ạ. Một tình huống ghi điểm nữa của Linh Nô cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 13-10. Vâng, lại một tình huống lỗi vị trí nữa của các anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. Quá đáng tiếc cho Yên Thanh 2 các bạn ạ. Hai lần bắt lỗi vị trí của Yên Thanh 2 rồi. 11-13 cho Yên Thanh 1. Vâng. Vâng, đây là một trận bán kết các bạn nhá. Đây trận bán kết 1 của giải đấu ạ. Linh Nô. Đập bóng của Linh Nô đã ra ngoài, bóng chia chạm trắng. Vâng, một điểm số rồi gì cho Yên Thanh 1. 12-13. Còn khoảng cách giữa đội là một điểm số mà thôi. Ở trong phút vừa qua thì các anh trai bên phía đội Yên Thanh 1 đang thi đấu tốt. Và xử lý bóng rồi của Phú Quý. Cơ hội phản công cho Yên Thanh 1. Quá tốt. Và hổng tốt của Linh Nô. Vẫn là cơ hội tổ chức phản công cho Yên Thanh 1. Và xử lý bóng của Hồng Thương. Ai đây? Linh Nô. Và là bóng tốt của Linh Nô rồi. Một tình huống ghi điểm nữa của Linh Nô cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 14-12 cho Yên Thanh 2. 14-12. Rất đáng tiếc và phần bóng có thành công của Phú Quý. Vâng, điểm cho anh trai của Yên Thanh 1. 13-14. Vâng, khoảng cách giữa đội là một điểm số mà thôi các bạn ơi. Vâng, cuộc nội chiến nội bộ của phường Yên Thanh, thành phố Mỹ tỉnh Quảng Ninh. Và kết thúc của Phú Duy. Rất đáng tiếc bóng chưa có lưới. Vâng, điểm số chờ về dẫn bằng 14 nào. Vâng, điểm số đã chờ về dẫn bằng rồi các bạn ơi. Vâng, một trận đấu bán kết 1 đang diễn ra rất hay. Linh Nô.
Bóng vẫn còn. Cơ hội tổ chức phản công. Linh Đỗ. Bám chắn quá tốt của Hồng Thường. Bóng vẫn còn. Rất cố gắng thành công. Không pha cứu bóng. Cố gắng vừa rồi là của Hồng Thường đã thành công. Bóng điểm cho anh trai bên phía đội Yên Thanh Hải. 15-14. Vâng, vậy là Yên Thanh Hải lại vượt lên. Vượt lên với khoảng cách 4 điểm số. Ở Vũ Duy thêm người phát bóng cho anh trai của Yên Thanh Hải. Pha phát bóng rất khó chịu đến từ Vũ Duy. Đỗ Đạt. Rồi tổ chức phản công cho anh Thanh Hải. Linh Đô. Pha phòng thủ quá tốt của anh Thành Trung. Mọi người đọc tốt, mọi người phòng thủ quá tuyệt vời quá ạ. Không thành công rồi. Pha kết thúc của Linh Đô đã chưa có lưới. Vòng điểm cho anh trai đến từ Yên Thanh 1. 15-15. 15-15 cho Yên Thanh 1 rồi. Và một trận đấu đang diễn ra rất hay và kịch tính các bạn ạ. Bóng đá buổi đang bám đuổi nhau từng điểm số 1. Vũ Duy bám chắn tốt. Bóng vẫn còn. Linh Đô. Còn pha đập phá chắn thành công của Linh Đô rồi. Vâng, Linh Đô đã mang điểm số cho anh trai của Yên Thanh 2. 16-15. Vâng, vậy là Yên Thanh 2 lại vươn lên các bạn ơi. Hai đội đang thi đấu rất ngang tài ngang sức. Kẻ tám nạng người là cân rồi. Vâng, một tốt anh Thành Trung. Đỗ Đạt không thành công rồi. Đỗ Đạt ơi, một pha xử lý bóng ra ngoài quá đáng tiếc của Đỗ Đạt. Vâng, điểm cho anh trai bên phía Yên Thanh 2. Vậy là 17-15 rồi. Yên Thanh 2 đã vượt lên và tạo ra khoảng cách 2 điểm số. Hồng Thương lọt chắn rồi. Pha kết thúc tốt của Hồng Thương. Vâng, Hồng Thương đã xây điểm số 16-17 cho anh chàng trai của Yên Thanh 1. Vâng, khoảng cách giữa đội vẫn chỉ là 1 điểm số mà thôi. Hồng Thương sẽ là người phát bóng cho anh trai của Yên Thanh 1. Bước một tốt của Phú Quý. Và anh chồng. Wow. Một tình huống phối hợp đánh chồng quá tốt của anh trai bên phía đội Yên Thanh 2 các bạn ạ. Vậy là 18-16 cho Yên Thanh 2. Vâng, quả cách giữa đội vẫn là 2 điểm số. Ở hình thức thi đấu trong buổi trận đấu là đánh chạm 21 các bạn nhá. Và xử lý vừa rồi của Đỗ Đạt. Một tình huống không hiểu như nhau giữa Văn Hưng và Luân Gấu rồi. Vâng, một pha không hiểu nhau quá đáng tiếc của anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. Và điểm cho Yên Thanh 1. 17-18. Đội một tốt của Luân Gấu. Một pha phối hợp tấn công đánh nhanh quá tốt của các anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. Tình huống phối hợp tấn công giữa Trần Hai, Văn Hưng và pha kết thúc vừa rồi là của Phú Quý. Phú Quý đã mang điểm số 19-17 cho Yên Thanh 2. Một trận đấu đang diễn ra rất hay và kịch tính các bạn ạ. Hồng Thương câu trả lời không được rồi. Và lập bóng của Hồng Thương đã không thành công. Vậy là 20-17 cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2 rồi. Rồi còn một điểm số rồi, anh trai bên phía đội Yên Thanh 1, Yên Thanh 2 sẽ giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này. Vâng, vậy là có điểm cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. 18-20. Rồi kết thúc trận đấu chăng? Vâng, và đội bóng tuyệt vời từ vị trí của Linh Đô các bạn ạ. Và đội bóng quá tuyệt vời của Linh Đô đã khép lại trận đấu thứ nhất này với điểm số 21-18 cho anh trai của Yên Thanh 2. Và Yên Thanh 2 đã vượt qua Yên Thanh 1 tỷ số là 21-18. Và hai đội sẽ tạm nghỉ phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ hai các bạn nhé. Vâng, ngoài là xin kính mời tất cả quý vị khán giả chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của Nhàn Hóa khu 1 phường Trương Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị theo dõi diễn biến của trận đấu thứ hai của trận bán kết 1 giữa đội Yên Thanh 1 và Yên Thanh 2. Cuộc chiến nội bộ của phường Yên Thanh các bạn. Trong trận đấu đầu tiên của trận bán kết này thì các anh trai bên phía đội Yên Thanh 2 đã vượt qua Yên Thanh 1 với tỷ số là 21-18. Và liệu trong trận đấu thứ hai này các anh trai bên phía đội Yên Thanh 1 có giành được thắng lợi hay không để đưa trận bán kết 1 này vào trận đấu thứ ba hay không thì chúng ta hãy chờ đợi diễn biến ở phía trước. Và là trận đấu thứ hai sẽ chính thức bắt đầu. Pha xử lý vừa rồi là của Đông Đắc. Và là trong trận đấu thứ hai này thì các anh trai bên phía đội Yên Thanh 1 đã sự thay đổi người. Đó là Đông Đắc đã vào sân để thay cho Văn Cương. Một pha lỗi kỹ thuật của anh trai bên phía đội
Yên Thành 2, điểm cho Yên Thành 1, 1-0 cho Yên Thành 1. Vâng, điểm số đầu tiên trong set đấu này đã thuộc về Yên Thành 1 các bạn ạ. Và pha bóng ngừa là của Hồng Thường. Và sự đập bóng ngừa rồi của Vũ Duy. Bóng vẫn còn. Linh Nô. Không, pha là bóng tốt của Linh Nô rồi. Và kết thúc uy lực của Linh Nô đã bạt tay trắng của anh trai bên phía đội Yên Thành 1. Mang điểm số cho Yên Thành 2, 1-0. Đỗ Đạt. Nhưng một tốt của Vũ Duy, cơ hội phản công, vẫn là Linh Nô. Quá tuyệt vời. Vâng, Linh Nô cho đang thấy to, thấy sự xuất sắc của mình các bạn ạ. Một tình huống ghi điểm nữa của Linh Nô ở vị trí bên hai. Vâng, 2-1 cho anh trai của Yên Thanh 2 rồi. Vâng, Linh Nô là chàng trai xuất sắc của thành phố Bí các bạn nhá. Và kết thúc loạt chắn của Hồng Thương. Hồng Thương đã giành điểm số cho Yên Thanh 1. 2-0 trên Thanh 1. Hai đều mà, hai đều mà. Vừa ăn điểm hai đều mà. Đã lật điểm chưa? Đấy, trọng tài biên còn quên trên lật điểm các bạn. Có điểm số đang là hai đều. Ông pha hợp tấn công, khuất thành công rồi. Và điểm cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 1, 3-2. 3-2 cho Yên Thanh 1. Và Đỗ Đạt sẽ là người phát bóng cho anh trai của Yên Thanh 1. Đội một tốt của Vũ Duy. Linh Nô. Vâng, pha chuyền hai sau đầu quá tốt của Văn Hưng các bạn ạ. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Linh Nô. Bóng đã bật tay chắn ra ngoài, mang điểm số cho Phú Thành. 3-0. Vâng, điểm số đã trở về thân bằng. Ở một thế trận đôi công lại diễn ra giống trận đấu đầu tiên chẳng. Vâng, xử lý không thành công rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 4-3. Ô, ngoài Nam à? Ô, Quy Đông. Sắp tới bóng bầu về tổ chức giải các câu bộ ấy hả? Mở rộng ấy. Hồng Thương. Chưa được, cơ hội tổ chức phản công cho Yên Thanh 2. Linh Nô. Quá hay. Một pha xử lý bóng quá khéo đến từ vị trí của Linh Nô các bạn ạ. Vâng, Linh Nô đang cho lấy sự xuất sắc của mình. Một tình huống ghi điểm nữa của Linh Nô cho anh trai của Yên Thanh 2. 5-3 cho Yên Thanh 2 rồi. Vâng, đẳng cấp của Linh Nô đã lên tiếng trong phút vừa qua. Bước một tốt của Đỗ Đạt. Một pha là bóng của Hồng Thương. Vâng, trọng tài xác định là bóng. Vâng, bóng chưa chạm chắn ạ. Bóng chạm chắn ra ngoài. Vâng, trọng tài xác định bóng chạm chắn ra ngoài. Điểm cho các anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. 4-5 cho Yên Thanh 1. Vâng, quyết định cuối cùng trọng tài đã đưa ra. Bước một tốt của Linh Nô. Linh Nô. Quá hay Linh Nô. Vâng, giá trị của Linh Nô đang lên tiếng trong vụ qua các bạn ơi. Một tình huống ghi điểm nữa của Linh Nô cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 6-4. Vâng, Linh Nô đang thi đấu xuất sắc các bạn. Quá tuyệt vời. Bước một tốt của Đỗ Đạt rồi. Và bước một tốt của Linh Nô. Tình huống phá trắng lên được rồi là của Vũ Duy. Vâng, các vị trí của Yên Thanh 2 thi đấu rất thăng hoa các bạn ạ. Một pha ghi điểm của Vũ Duy cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 7-4 rồi. Một pha phản bóng rất khó chịu của Luân Gấu. Vẫn là Vũ Duy. Ồ, lần này Vũ Duy đã không thành công rồi. Vâng, điểm cho anh trai của Yên Thanh 1. 5-7 cho Yên Thanh 1. Vâng, Độc Đắc sẽ là người phát bóng cho anh trai của Yên Thanh 1. Vâng, một tốt của Linh Gấu. Một pha tấn công nhanh, chưa thành công. Đỗ Đạt. Vũ Duy. Bóng vẫn còn. Vẫn là cơ hội tổ chức phản công cho Yên Thanh 2. Linh Nô. Vâng, quá tuyệt vời Linh Nô các bạn ơi. Linh Nô đang quá trời, quá xuất sắc. Vâng, một điểm số được ghi bởi Linh Nô cho Yên Thanh 2. Vâng, 8-5 ạ. Vâng, 8-5 cho Yên Thanh 2 rồi. Hồng Thương câu trả lời. Quá tuyệt vời. Một câu trả lời quá chất lượng đến từ vị trí của Hồng Thương. Và Hồng Thương đã giành điểm số cho anh trai của Yên Thanh 1.
6-8. Một khoảng cách giữa đội là 2 điểm số mà thôi. Họ đánh ở nhà ăn Hóa, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Bí bạn ơi. Ở gần nhà bộ, ở gần bộ méo bạn ơi, bạn lên đây bạn Thành Kẹo ơi. Đúng rồi, tốt rồi. Vẫn là Linh Đô. Lần này thì Đô Đạt bóng chắn tốt. Ôm bóng vẫn còn. Bóng ngoài sân rồi. Ôm một pha xử lý không thành công vừa rồi là của Luân Cấu. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội Yết Thành 1-7-8. Vâng, khoảng cách giữa đội chỉ là 1 điểm số mà thôi. Vâng, ông bầu Hoàng Dũng người phát bóng trên Thành 1. Cơ hội. Bóng vẫn còn. Ôi, tổ chức phản công cho Yên Thanh 2. Vũ Duy. Ai đây? Hồng Thương. Pha bóng tốt của Linh Cấu. Bóng vẫn còn. Pha xử lý về cuối sân của Đông Đắc. Linh Đô. Đây là pha cái điểm của Linh Đô. Quá xuất sắc Linh Đô. Đúng rồi, bộ mèo là trên Trung Vương 1 đấy bạn ơi. Bạn lên đây. Vâng, Linh Đô đang cho lấy sự xuất sắc của mình các bạn ạ. Một phong độ chói sáng của Linh Đô ở trận đấu bán kết 1 này. Càng thi đấu càng hay. Pha sáng ngày của lão tướng Hoàng Dũng. Cơ hội phản công cho Yên Thanh 2. Lại là Linh Đô rồi. Trời ơi, Linh Đô thi đấu quan trọng các bạn ơi. Một điểm số được ghi bởi Linh Đô cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. Vâng, 17. 17 cho Yên Thanh 2 rồi. Một phong độ chói sáng đã được Linh Đô thể hiện ở trên sân. Quá tuyệt vời Linh Đô các bạn ạ. Vùng một tốt rồi, vùng một hơi lỗi của Đông Đắc. Pha xử lý về cuối sân. Vậy là trọng tài xác định bóng ngoài sân, quá đáng tiếc. Pha xử lý vừa rồi là của Hồng Thương. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 2. 11-7 cho Yên Thanh 2. Vùng một tốt của Đông Đắc. Hồng Thương, quá hay. Vâng, một câu trả lời chất lượng nữa đến từ Hồng Thương. Một cầu thủ xuất sắc của bộ môn bóng chuyền hơi các bạn nhé. Vâng, Hồng Thương đã giành điểm số 81 trong trai bên phía đội Yên Thanh 1. Vâng, một cuộc chuyện nội chiến thực sự của phường Yên Thanh. Vũ Duy. Vâng, tình huống đập bóng vừa rồi của Vũ Duy đã chưa có lưới rồi. Vâng, một điểm số là ghi cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. 9-11. 9-11 Yên Thanh 1. Sao Vũ Duy đang đánh trên sân mà ai bình luận được Vũ Duy nhỉ? Một pha bám chắn thành công của Hồng Thương. Ở tình huống đập bóng vừa rồi của Lino đã không qua tay chắn Hồng Thương các bạn. Vâng, Hồng Thương đã tình huống bám chắn tốt để mang được số cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 1, 10-11. Ở khoảng cách giữa đội là 1 điểm số thôi. Một pha hơi giật mình của Vũ Duy của Phú Quý. Tình huống đập bóng tốt của Vũ Duy rồi. Vâng, Vũ Duy cũng chơi rất tốt bên phía đội Yên Thanh 2 các bạn ạ. Điểm cho Yên Thanh 2, 10-20. Vâng, khoảng cách lại nới rộng thành 2 điểm số. Đúng một tốt. Đỗ Đạt. Vũ Duy không được rồi. Quá đáng tiếc. Vâng, tình huống xử lý bóng không thành công của Vũ Duy các bạn ơi. Điểm cho anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. 11-12. Vâng, khoảng cách giữa đội vẫn chỉ là 1 điểm số mà thôi. Vâng, giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên thì các anh trai bên phía đội Yên Thanh 2 có lợi thế rất lớn để bước vào trận chung kết các bạn ạ. Linh Đô không được, lần này Linh Đô đã không thành công rồi. Vâng, trong những vụ qua thì các trai bên phía đội Yên Thanh 2 đã chứng lại các bạn ạ. Và điểm số đã trở về thân bằng 12-12. Vâng, phải chăng là Linh Đô đã thấm mệt rồi các bạn ơi. Điểm số đã là 12-12. Và một tốt của Linh Đô. Linh Đô không thành công. Vâng, Linh Đô đã xử lý bóng không thành công rồi. Điểm cho trai bên phía đội Yên Thanh 1. 13-12. Vâng, nếu theo tôi đánh giá thì Yên Thanh 2 là có một cầu thủ rất chất lượng. Toàn sao số của phường Yên Thanh cũng như của thành phố Bí các bạn ạ. Linh Đô idol lại Luân Cấu, Vũ Duy. Bên cạnh đó là chàng trai rất trẻ và xuất sắc Phú Quý. Và tay chuyền hai xuất sắc của phường Yên Thanh đó là Văn Hưng. Một pha kết thúc tốt của Linh Đô rồi. Vâng, lần này Linh Đô tình huống kết thúc tốt để giành được số chàng trai bên phía đội Yên Thanh 2. 13-13. Được một tốt của Đỗ Đạt. Pha xử lý hiền rồi. Cơ hội tổ chức phản công cho Yên Thanh 2. Vũ Duy quá khéo.
Một pha xử lý bóng quá khéo đến từ vị trí của Vũ Duy các bạn ơi. Vâng, Vũ Duy có tình huống xử lý bóng khéo để mang được số 14-13 cho Yên Thanh Hai. Vậy là Yên Thanh Hai đã vượt lên với khoảng cách 1 điểm số rồi. Vũ Duy người phá bóng. Bước một tốt. Hồng Thương bám chắn thành công rồi. Pha bám chắn thành công của cặp đôi Luân Gấu và Linh Đồ. Vâng, 15-13 trong trai của Yên Thanh Hai. Khoảng cách giữa đội đã là 2 điểm số. Đây là trận bán kết 1 giữa Yên Thanh 1 và Yên Thanh 2. Yên Thanh 1 là nhì ở bảng B, còn Yên Thanh 2 là nhất ở bảng A các bạn nhé. Một tình huống kết thúc tốt của Linh Đô. Và Linh Đô lại giành điểm số tiếp theo trong trai của Yên Thanh 2. 16-13. Ở sau trận bán kết 1 là sẽ đến trận bán kết 2 giữa đội Lam Kê và Trương Vương. Một hai đội bóng rất mạnh của thành phố Mỹ các bạn. Rồi pha xử lý bóng không thành công nữa của anh trai bên phía đội Yên Thanh 1. Vâng, một điểm số được ghi cho Yên Thanh 2 rồi. 17-13. Vâng, khoảng cách là 4 điểm số. Hồng Thương bám chắn ra ngoài. Một pha xử lý tốt của Hồng Thương. Điểm cho Yên Thanh 1, 14-13. À 14-17 các bạn ạ. 14-17 cho Yên Thanh 1. Một tốt của Lân Gấu. Quá tốt. Đó là pha lập giữa chuyền hai Văn Hưng và tình huống kết thúc tốt của Phú Quý các bạn ạ. Vâng, Phú Quý tình huống đánh nhanh quá hay để mang được số cho trai của Yên Thanh 2. 18-14. Khoảng cách giữa hai đội vẫn là 4 điểm số. Vâng, quá khó cho Yên Thanh 1 rồi. Một tốt anh Thành Trung. Đỗ Đạt không được rồi. Một pha xử lý bóng lỗi của Đỗ Đạt rồi. Vậy là đã có điểm số 19-14 cho anh trai của Yên Thanh 1. Vâng, các anh trai của Yên Thanh 2 còn cách chiến thắng với hai điểm số thôi là sẽ bước vào trận chung kết các bạn ạ. Không thành công pha xử lý bóng lỗi của Hồng Thường. Vâng, vậy là đã có điểm số 20 cho anh trai của Yên Thanh 2. 20-14. Quá khó cho Yên Thanh 1 các bạn ơi. Còn rất đáng tiếc tình huống đánh phát bóng ra ngoài của Linh Đô. Vâng, điểm cho Yên Thanh 1. 15-20. Vâng, chúng ta cần chơi chắc chịu hơn. Và bóng vừa là của Đỗ Đắc. Linh Đô quá hay. Vậy là tình huống kết thúc trận đấu của Linh Đô rồi. Vâng, Linh Đô đã khép lại trận bán kết này với tình huống đập bóng uy lực và mang điểm số 21-15 cho con trai của Yên Thanh 2 trong set đấu thứ hai và chung cuộc giành chiến thắng với điểm số là 2-0 sau 2 set. Vậy là chúng ta đã xác định được đội đầu tiên lọt vào trận chung kết, đó là Yên Thanh 2. Vâng, một chiến thắng quá xứng đáng của Yên Thanh 2 các bạn ạ. Yên Thanh 2 đã thể hiện sức mạnh vượt trội với màn tỏa sáng rực rỡ của Linh Đô Idol các bạn nhé. Vâng, Linh Đô đã tỏa sáng rực rỡ để mang về chiến thắng cho Yên Thanh 2. Vâng, cũng rất đáng khen gọi đến thằng trai của Yên Thanh 1 các bạn ạ. Với một não tướng rất dày dặn kinh nghiệm của Phương Yên Thanh là ông Hoàng Dũng đã dẫn dắt các cầu thủ đến trận bán kết là điều rất đáng được tuyên dương các bạn ạ.